đội Thác Không Lê Ba, nước phương thể nguyên bản lên mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục là mình sẽ đi một cái sự kiện, đó là quảng trường quỷ nha anh em, còn gọi là D-View. Các anh em không cần phải đi ép vé nha, vì ở đây nó rất là dễ. Các anh em bấm vào trong cửa hàng, rồi bấm vào trong event ticker mình mua, nó sẽ tự add sẵn vào cái level của mình luôn. Nhưng mà mình có hơi bất cập chút xíu là không có mua HP nhiều, chờ chút xíu là sẽ xem như thế nào nha anh em. Chạy một vòng xem sao đây, hy vọng là kiếm được dớt giác được cái này cái kia nha, tại vì anh em vào trong đây cũng khá khá nhiều rồi. Chạy một vòng có hai người ở đây, hết dinh này không biết được không. Còn 2 phút nữa nha anh em, 2 phút nữa là mình sẽ vào trong đây farm để cho anh em biết là những cái sự kiện ở trong đây nó sẽ như thế nào. Cũng y chang như những cái con game khác thôi anh em, cũng không có khác gì đâu. Ở đây là con đất quay, còn ở đây một bãi là cái con của con MG. Thì mình qua bên góc bên đây mình đứng nha, cứ bật skill lên thẳng nha, tắt cái chỗ mà quay về vị trí cũ nè, luôn thiết lập nha, bật lên. Ở đây nó sẽ đợi là quảng trường quỷ là 16 giây nữa sẽ mở cửa nha. Hiện tại mình đang đi cái level 1 nha anh em, tại vì mới có reset 10 lần à, các anh em chỉ đi level 1 thôi chứ không có lên level cao được đâu. Ở ngay vị trí này mà mình farm nha, nó cũng như những cái debut khác thôi, cũng không có khác gì đâu nha anh em. Ở trong đây thì cái điểm master của mình thấy thì nó cũng lên tầm tạm ổn chứ không có cái gì quá xa xôi. Được một viên ngọc tâm linh khá là ngon, gỡ vốn được rồi nha anh em. 35 thì hiện giờ vô trong đây mới farm vài cái là nó đã ra một viên ngọc rồi, quá ngon lành nha. Thêm một viên ước nguyện, được một tâm linh nè. Ước nguyện không cần, mình chỉ cần tâm linh thôi chứ không cần ước nguyện đâu. Mua một giá là 35 agen nha, chỉ là được 2 viên nha anh em, 2 viên sụt khá là ngon luôn. Được 2 sụt rồi anh em ơi, các anh em có thể là đi sự kiện cho nó ra ngọc nhiều chút xíu nha. Được một b nữa, sao có thằng đất quay nữa, nó chạy quá giành bãi hoài vậy anh em. Xem là mình đi hết cái này là mình nhặt được bao nhiêu cái viên ớt nha, viên ớt còn gọi là viên sụt đó nè. Thôi nè, không có giành nè anh em à, mỗi một người một vị trí đi chứ mà đi giành vị trí gì anh em. Nó cứ đi lão ngảo nó giành, nó kiếm cái bãi quái nó farm rồi nó dành quà anh em à. Thì như vậy các anh em vào trong đây đi á, là chỉ có là auto là lãi thôi chứ không có lỗ đâu nha. Ở đây là mình mới nhặt được 2 món đồ cho xanh 3 sao đây. Anh em có thể là đi vô trong đây để kiếm sự kiện để đi nha. Mình thấy đi review với đi blood hai cái này là dễ ăn nha anh em, còn đi cc thì nó khó ăn chút xíu. Anh em có thể là đi trong đây nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Là đó, lượm được 2 sụt nha. Mình sẽ lượm cái trượng này đây, cái trượng 3 sao nha, một cái kỹ năng bóng tối mà nó không có lúc, kiếm lúc cho nó ngon nha anh em, mà nó không có lúc. Cứ thế mà các anh em có thể là đi đợi cho nó farm hoài luôn nha anh em. Ở đây là có một cây gậy 3 sao nữa nè, cho nó farm hoài lên rồi các anh em có thể là nhận nguồn thu. Ở đây có một cái cây gậy lồng đèn. Trong đây thì đồ 3 sao nó sẽ rơi ra rất là nhiều. Mấy thằng kia thì nó chạy nó giành của mình hết rồi. Cứ đứng đây farm chậm rãi thôi nè, không cần phải đi cho nó cao đâu. Nếu gặp được cái kiếm của Magic lõm thì lụm luôn nha anh em. Kiếm cái kiếm của Magic lõm, hy vọng là nó sẽ ra. Ra kiếm nữa là cho nó mát bụng nha anh em. Ở đây nguồn lợi của chúng ta thì kiếm được những dây ve, rồi thêm được cái lượng ép và thêm được những cái món đồ. Mấy này nó cứ đi vòng vòng hoài ở đây, ra viên ước nguyện thế nè đó. Đi farm đi, đi farm cho cố vô gọi đó, ra được viên ước nguyện. Mỗi một người một vị trí thì chúng ta farm nó sẽ nhàn hơn, không cần phải chạy đi tới lui. Ở đây có một cái mũ địa long, nếu mà đây BK được là tự giờ là nó BK mình chạy mắc dép rồi anh em. Trong vòng 10 phút này á thì anh em có thể là farm kiếm cái nguồn thu cho nó nhiều chút xíu. Hiện tại thì mình chưa có ra cái gì nhiều, đang kiếm được hai cái trượng của nó. Ở đây cái trượng này á thì các anh em thấy là lực tấn công của bé nó sẽ 19%, quất thêm cái trượng kim cương nhưng mà không có ra theo ý muốn nha. Thì nào nó ra theo ý muốn là nó mới ổn áp nha anh em. Hiện tại nếu mà dài quá thì chừng nữa mình sẽ xả bớt cho anh em xem. Ở đây có viên ước nguyện nè, ở đây đứng cho một nồi cây ghiêu nhẹ nha, cứ chạy gạo gạo chi nha. Chủ yếu là mình kiếm cây kiếm lôi phong đao, cái cây lôi phong đao đó rồi có thể là mình quét của con MG được, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tiếp tục là ra ước nguyện, dù muốn dù không gì ra được 2 ớt là thấy là dư vốn dư lời rồi nha anh em. 2 ớt bây giờ các anh em bán bèo gì bèo, một viên cũng 35, bán cho lẹ. Còn nếu mà bán chậm thì một viên 40 là 2 viên chúng ta có thể là 80 rồi. Trong khi đó mình mua cái giá này chỉ có là 35 thôi, là mình auto lại rồi. Nếu mà các anh em chịu khó đi sự kiện thì chắc không có lỗ đâu anh em, chỉ có lãi thôi chứ không có lỗ đâu. Quan trọng nếu trong đây nó ra đồ 3 sao mà ngon nữa là các anh em còn ngon nữa nè. Đồ 3 sao gì ra nữa thì các anh em lại còn ngon nữa. Mấy thằng kia thì nó chạy vòng vòng, nó đi kiếm cái chỗ nào quá nhiều đặng nó farm. Lại lưỡi nguyện, ra thêm 2-3 viên ớt nữa anh em ơi. Mũ thiết ma đó là mũ 3 sao của con DL nha, nhưng mà cũng không cần thiết nha anh em. Mới vừa nhặt thêm một áo thiên thanh anh em ơi, làm cái gì mấy cái này ở ngoài là nó có gơi đầy hết mà vô trong đây nó cũng add vô nữa, buồn nó thiệt. DL nếu đi trong đây thì mình thấy nó khá là tù túng, nếu mà đi trong đây đi đất quay nó sẽ tiện hơn, đất quay hoặc là MG hoặc là sum đi nó sẽ nhanh hơn. Có được một áo cho đấu sĩ thiên kim 3 sao
khả năng né đòn, ra thêm một cái găng da nữa. Rồi, không còn chỗ lụm rồi. Này là hỏng rồi anh em ơi. Bỏ lên bớt nha. Được một cái áo thiên kim. Thiên kim thì nó dùng chánh thống cho cái con MG nha. Cái con GF nó đủ mạnh á thì mình có thể là đi cái này nó cũng ổn nè. Tại GF nó farm diện rộng hơn với nó quánh là đa mục tiêu hơn. Vào trong đây mấy này nó quằn quá quằn. Theo mình nghĩ là nó chỉ kiếm ớt thôi, tại vì ớt hiện giờ là nó có giá trị. Còn mấy viên ngọc khác thì không nghĩ tới đâu. Ớt với cái đồ 3 sao. Còn thêm một viên ước nguyện nữa nha. Mấy cái gậy DL nó có lúc lấy cái gậy DL nó ngon hơn nha anh em. Hiện giờ bơi gã lấy cộng 6 lên cũng được. Mình nhặt cái mũ thiết ma này cho anh em xem. Mũ 3 sao chúa tể cộng 1. Gia tăng lượng mana không có chỗ chứa luôn anh em ạ. À, bắt buộc mình phải đưa vô trong đây nha. Hôm nãy mình đi mà mình quên dọn gương nha anh em. Anh em đi vô trong đây dọn gương cho nó tốt nhất có thể. Còn 20 giây nữa là mình sẽ rời khỏi nha. Có kỳ tích không anh em ơi? Hy vọng là sẽ có kỳ tích. Thêm một cái găng S này đây. Một cái quần trâu xanh. Kết nhất thì được hai cái viên này đây. Quả này thì cấp độ không cần thiết. Cũng tạm ổn rồi anh em ơi. Ok, và như vậy tổng quan lại đó thì mình đi được một cái là review. Đồ của mình đó thì mình lụm bao nhiêu đây đây. Những cái món này thì mình lụm để mà mình trải nghiệm nha. Lúc trước mình đi mà mình nói mình lụm mà mình quên hoài. Còn bây giờ thì có dịp để mà lụm lại. Vì là mình đã lụm được hai ớt thì mình đã nói với anh em rồi. Hai ớt thì các anh em có thể là dư vốn dư lời, các anh em vào trong đây đấy. Các anh em vào trong cửa hàng nè, vào trong tích cơ nè. Đấy, một cái giá review nó chỉ có 35 và giá blood á thì nó sẽ là 40, nó sẽ cao hơn. Tại blood cái lượng S của chúng ta nó sẽ cao. Ok, và như vậy chúng ta vào trong chào cutter hỗn nguyên lầu nha anh em. Và trong đây đã tham gia một cái sự kiện nữa mình không đi được. Quyết lầu thì vào trong đây hỗn nguyên lầu để mà mình xem nó sẽ như thế nào nha. Không biết là anh em BK như thế nào. Tiếp theo là một cái sự kiện nha. Một cái là sơ sơ, còn gọi là trao cách tơ. Không biết là giờ này anh em là có vào trong đây để tranh cạnh và giành giật cái gì hay không. DL đi trong đây á thì nó có phần nào đó là tiện hơn chút xíu. Hai con này mình đam nó xa hơn. Xin cái sơ sơ mấy anh ơi. Giờ này mấy ông kia ông ăn boss chắc không anh nào vô đâu. Hy vọng là không có ai vô nha anh em. Nó đừng có mà té lầu té giếng là được à. Những con nào mà tay dài thì có thể là đi vô trong đây rất là khỏe. Còn tay ngắn á thì BK chỉ tốt thôi. Nếu mà nói về quyền thoại đi đi sơ sơ á thì tại vì mình gà mình không có đi được DK thôi anh em. Còn những anh em nào mà người ta bờ gồ á thì người ta đi DK. Còn nếu mà ở bên dạng whip của đất quay thì nó vừa tele nó vừa BK á thì nó sẽ ổn áp rất là nhiều nha. Có anh em nào dành không? Gạo một quận nữa coi có anh em nào dành không. Ui giời ơi. Cái gì vậy? Cái gì ở đây? Đậu bập ở đó đi. Phan luôn anh em à. Không có nói gì nhiều chứ á. Phan luôn nha. Bật BK lên sẵn anh em. Mình không phan người ta cũng phan. Ôi giời ơi. Ở đâu lại đây vậy? Tưởng đâu là cái sơ sơ này là của mình. Ai nhà cái sơ sơ này là của người ta. Hay nói không biết là nó có bạn thân bà con dòng họ gì không. Nhưng á, mình thấy nó vô một lượt là mình thấy nghi lắm anh em à. Tại vì ở trong blood và ở trong review thì chúng ta có thể là kết bạn được. Còn ở trong CC này không kết bạn được đâu. Gặp là cứ việc phan thẳng vô trong mặt ha. Trao đổi liền anh em. Ít ra là cũng phải có một hai cái gì đó kỳ tích mới được. Dù muốn dù không gì thì anh em cũng biết cái đường đi trao mà nghe anh em. Nó cũng rất là dễ. Tại vì nó bán bằng gen mà. Các anh em cứ việc nhấp vào nó. Trao thì các anh em không có cần lại NPC nha. Blood với review thì các anh em cần lại NPC để mình vào. Còn cái này thì khỏi cần. Cứ nhấp vào cái vé. Rồi mình bấm xác nhận là nó mình vô cái chiến trường luôn. Mới nó có chiến chiến không đó mà nó lạng qua trước mặt. Đâu rồi anh em đâu rồi. Ra mình chào hỏi với nhau một câu thân mật coi nào anh em ơi. Còn phần 1 phút nữa nha. 1 phút nữa thì mình sẽ là chào cutter event nè. Các anh em thấy nè. Chào cutter event. Đứng đây phòng thủ luôn hay sao anh em. Lầm le lại kế một bên. Ui rồi. Cái gì mà dữ vậy. 24 giây nữa là sẽ có những trận long tranh hổ đấu ở trong đây. Không biết là mình long hay là mình gắn nha. Các anh em thấy nó sẽ đếm ngược nha. Đếm 11 giây nữa. Đếm giây nào thì mình coi như là mình hót giây nấy nha. Né né ra anh ơi. Cái gì đâu mà sát một bên không. Ui rồi. Gì là nguyên tem của nó đi rồi anh em ơi. Nó dí gì là nguyên tem nó đi rồi. Xong điểm luôn. Mấy này quá chàng quá đắt anh em à. Nó cho mình ra ngoài. Bạn thưởng được 6.000 điểm. Quái giết được 6 con. Vô trong đó nó rất là giật mắt nha. Nếu mà đi những cái sự kiện khác đó, thì không sao. Còn sự kiện đó thì nó rất là giật mắt luôn anh em à. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.